Xin chào cả nhà thân yêu, đã quay trở lại căn bếp nhỏ của gia đình Quang miền Tây nha. Rất vui đón tiếp các bạn trở lại với kênh Qua miền Tây. Hôm nay mình xin giới thiệu một cái món ăn rất là dân dã chứ không có cái gì cầu kỳ cả. Với cái món đó là nấm đùi gà. Các bạn, nấm đùi gà kho với gừng và đậu hũ. Đậu hũ đó các bạn. Thì ngoài ngoài cái vật nguyên liệu là đùi gà, nấm đùi gà, đậu hũ, gừng, rồi có một ít là ớt chuông màu đỏ, hành, nấm đông cô. Còn gia vị thì gồm có là tiêu, bột nêm, dầu hào, nước tương và dầu điều một chút được. Chỉ chừng đó thôi các bạn. Bây giờ chúng ta bắt tay vào làm nhé các bạn ha. Trước tiên mình xin cắt nấm đùi gà đó nha các bạn. Cắt ra hai cái, nó to quá. Rồi tiếp theo mình sẽ sắc lá và nó dài dài chút nha. Thấy vậy sắc ra nhiều lắm mà. Nhiều vậy cũng khá lắm đó. Đây là nấm đông cô, mình sẽ cắt ra làm hai vì là để cho nó nhỏ đi đó vừa ăn. Đây là đậu hũ nha các bạn, thì bây giờ mình sẽ cắt nè, cắt từng miếng cũng lớn 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 ha. Cắt hết luôn hả mà? Mình sẽ cắt 3 miếng này luôn. Hành cộng thì mình xóc nhỏ nha các bạn. Nghĩa. Đầu hành lá đó. Cái đầu của hành lá. Cắt rất dài dài nha các bạn. Cái này thì chủ yếu là mình trang trí ở bên trên cho nó có cái màu xanh. Đây là dầu điều, vì mình muốn có một cái màu đẹp đẹp cho nên mình sử dụng dầu điều ha các bạn. Đó, 1 muỗng rưỡi. Dầu đã nóng rồi các bạn, mình bỏ gừng vô cho thơm nha. Gừng nhà chồng là thơm lắm. Cái gừng của mình trồng đó các bạn. Mình bỏ đậu hũ vào nhé. Đổ nước vô mà. Mình sẽ đổ miếng nước vô nha các bạn ơi. Rồi mình sẽ đổ vào đây 1 muỗng rưỡi là nước tương đó các bạn. Mình đổ thêm một ít là dầu hào. Rồi 1 muỗng dầu hào, 1 muỗng canh dầu hào. Dầu hào này, có gia vị. Dầu hào nó có gia vị cho nên nó rất là đậm đà ngon lắm. Đây là đầu cận hành hồi nãy mình sắc đó, bây giờ mình bỏ vô. Khi đã thấm vào cái đồ hũ là được thấm rồi thì mình bỏ cái nấm.
thêm chút nước nữa nha các bạn, vì mình sợ là nấm này nó dai đó, vì nó khô đó các bạn. Thì cho nên mình giờ mặc dầu là dần nước vào rồi, chứ còn mình cũng sợ cái khô ăn nó dai, nó ngon lắm. Cho nên mình bỏ thêm nước nước đây cho nó mình khô ha. Rồi mình sẽ làm bỏ nấm đùi gà vào nha các bạn. Đúng vậy, chắc ăn nhiều quá mà. Ngon quá. Mình ở nhà mình cũng thích ăn nấm lắm. Bản thân mình cũng thích ăn nấm lắm. Mấy đứa cháu cũng thích ăn nấm. Mình bỏ vào đây mấy cái ớt mà ớt chuông các bạn, cho nên nó cũng không cay lắm. Và mình bỏ thêm hai cái trái ớt thì mình đã đập dập rồi, mình bỏ vô luôn. Thơm mùi rừng mà. Rất là thơm ngon nha các bạn. Mà hình như lắm này nó không ra nước đó mà. À, đúng rồi. Thì gà nếu nó không có ra nước ha. Và mình nhớ khi mà mình rửa thì mình rửa ở trên cho vòi nước, cho mình đừng có dầm nước nha các bạn, rồi nó sẽ bị mềm, bị nhũn ra thì nó không có ngon. Mình sẽ bỏ thêm một miếng cà phê thôi. Không sử dụng ít khi sử dụng bột ngọt, cho nên mình cứ bỏ một cái miếng nhỏ thôi, để xíu là đường thôi. Còn cái nhà khách bột ngọt thì bỏ bột ngọt đó mà. À. Rồi thấy là xong rồi đó các bạn, mình cứ việc là bỏ vào đây một cây chặt hơn tắt hết mà. Một món ăn rất là đơn giản và nhanh là gọn nhẹ lắm, khỏe lắm các bạn. Rồi à, bây giờ mình chỉ có một cái việc cuối cùng, đó là múc ra. Cái món nấm đùi gà kho với gừng. Bây giờ nhìn các bạn thấy nhìn ha, thấy cũng đẹp ha các bạn ha. Đẹp không bạn? Cho mình khen mình một chút xíu để cho mình động viên cái tinh thần của mình lên ha. Rồi, và bây giờ xin phép nè, các bạn mình sẽ dùng một miếng nấm nha. Mình xin phép các bạn nha, một miếng nấm đùi gà nè. Đó các bạn. À. Cũng mời các bạn nha. Các bạn ơi, mời các bạn. Nấm đùi gà rất là giòn, không có dai lắm nha. Giòn, ngọt, ngon lắm. Cho con miếng mà. Cho con miếng ha. Rồi, cho con miếng. Mời quá. Cho con đùi. Nó thấm gia vị á, ngon, hết sức ngon. Ăn sực 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 ngon quá. Dây gà nó sực sực nha các bạn. Đó, thì các bạn thấy không, mình làm một cái trong một cái thời gian ngắn thôi, rất là ngắn. Không có tốn công bao nhiêu hết đủ trơn á. Với lại là nguyên liệu đồ gì cũng là rất là dễ tìm. Lên ở đâu cũng có hết, mua rồi xong, về làm, nhanh. Cả nhà video cũng đã dài rồi.
xin tạm dừng tại đây nha cả nhà. Chào các bạn thân yêu, một ngày mới thật an khang thịnh vượng, vui vẻ cả nhà nha các bạn. Rồi nhớ đăng ký, like, rung chuông, chia sẻ nha. Xin chào cả nhà, hẹn các bạn lần sau.